Cám chị Đức Việt chào tất cả các anh em đang theo dõi video. Xin chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ, sức khỏe và đam mê. Trong chủ đề ngày hôm nay, mình xin chia sẻ về cái quan điểm nuôi dưỡng chim họa mi với dòng cá mát kết hợp với cách nuôi hợp lý để cho con chim khỏe, đẹp, đạt các tiêu chí chơi hot nhà cũng như là tham gia tại các đấu trường. Thực tế thì với mỗi anh em chúng ta, ở mỗi vùng miền thì sẽ có cái cách nuôi chăm sóc khác nhau. Tuy nhiên ở đây với những cái trải nghiệm thực tế của Cám Chi Đất Việt, mình xin chia sẻ xem như là một cái gợi ý rất là nhỏ thôi để cho anh em trên mọi miền cùng tham khảo. Thì với những cái kinh nghiệm nuôi chim thực tế mình có chia sẻ nhiều ở dưới dạng văn bản, các bạn có thể truy cập website camchimdatviet.com vào mục kinh nghiệm nuôi chim. Ở đây thì các bạn có thể xem kết hợp thêm nhé. Đó. Thì quay trở lại với cái quan điểm nuôi chim họa mi với dòng cá mát, thì thực tế như các bạn thấy cá chim đặc biệt nuôi từ những chú chim mộc cho tới mộc dở cho tới chim thuần tham gia tại các đấu trường qua nhiều năm, thì quan điểm nuôi chim bằng cá mát thì mình cảm thấy con chim nó sẽ có một cái nội lực sâu đấy, nó khỏe từ bên trong để tham gia các cái đấu trường lớn với sức bền bỉ, hay là kể cả các bạn nuôi chim chơi hót ở nhà để thưởng thức cái tiếng ca giọng hót bài bản của nó sau những giờ làm việc căng thẳng, thì chúng ta phải chăm con chim nó có một cái nội lực tốt. Với cái dòng cá mát thì sẽ giúp cho con chim của chúng ta nó phát triển tăng trưởng một cách an toàn và hiệu quả. Ví dụ như bạn nào mà đang sử dụng cái dòng cám của Cám Chim Đất Việt nhà mình, như các bạn đang nhìn thấy ở đây đó, nhà mình chỉ làm một loại ăn ổn định quanh năm 200.000 một kg và miễn phí ship trên toàn quốc. Con chim sẽ có cái sắc lông đẹp và lửa đều ổn định. Hay là bạn nào có thể là tự làm thì tốt rồi, thì các bạn sẽ lựa chọn những nguyên liệu làm sao nó an toàn, hiệu quả, cân đối các dưỡng chất trong các thành phần để làm sao mà cho con chim nó phát triển một cách nhẹ nhàng, từ từ. Qua quá trình chăm sóc nuôi dưỡng nữa thì lúc đấy chúng ta sẽ có những con chim nó vừa đẹp vừa khỏe để cho chúng ta thưởng thức cái tiếng ca, cái giọng hót. Mình không lựa chọn cái cách thức dùng cái một số cái phương pháp kích thích nào đó để cho con chim gây ức chế hưng phấn trong một khoảng thời gian ngắn. Cũng có thể là con chim nó sẽ căng, nó sẽ căng lên, nhưng mà nó sẽ ở trong một giai đoạn nhất định đấy, và nó sẽ không bền bỉ gây bức chim chẳng hạn, thì nó sẽ không đạt được hiệu quả lâu dài sau này. Do vậy là tất cả các phương pháp kích thích từ dạng đồ ăn, đồ uống hay một phương pháp nào đấy thì đều mình sẽ không sử dụng đấy. Chia sẻ rất là rõ với cả nhà như vậy. Vậy đó là về nguồn thức ăn khô. Thế là về phần mồi tươi. Mồi tươi thì chúng ta rất đa dạng các loại mồi tươi khác nhau ở trên tất cả các vùng miền. Tuy nhiên thì với bản thân mình thực tế, những cái con mồi tươi dễ mua nhất thì các bạn có thể thấy là nó là những con dế. Dế thì có dế đen và dế vàng, thì các bạn có thể tìm hiểu trên thị trường. Ngoài ra ở một số giai đoạn thì các bạn có thể là nhiều anh em đang sử dụng cào cào châu chấu cũng được, nhưng chúng ta phải phối hợp làm sao cho hợp lý. Thế còn một số anh em hỏi là cho ăn sâu được không, thì với các dòng sâu thì theo cái thực tế trải nghiệm của mình ấy, thì mình ít khi mình sử dụng, có sử dụng nhưng mình sẽ phối hợp để cho nó hợp lý và là không nên sử dụng quá nhiều sâu. Đấy, sâu các bạn ăn nhiều thì có thể là cái tính của nó sẽ nóng và sẽ làm bức con chim. Có những cái con mà nó thích nghi thì nó không sao, nhưng tuy nhiên có những con mà không thích nghi được sẽ gây bức phá, có thể là cắn phá lông chẳng hạn, hay là gây ra những cái nét chơi không như ý trong cái quá trình mà chúng ta nuôi dưỡng, chăm sóc, kể cả chơi hót nhà hay là chơi ở đấu trường. Thì cái này thì mình có chia sẻ ở nhiều cái bài viết ở trên website camchimdatviet.com rồi, thì các bạn có thể là chia sẻ chăm sóc thêm. Đó. Thế thì tiếp theo nữa, một cái vấn đề mình lựa chọn song song cùng với dòng cá mát đó là cách thức chăm sóc hợp lý.
Tất nhiên là cái tố chất chim là một cái điều kiện cần và quan trọng rồi, nhưng cái cách chăm sóc và nuôi dưỡng hàng ngày theo mình đánh giá nó là rất quan trọng. Vậy nếu chúng ta chọn được chú chim có tố chất tốt, chúng ta mua những con chim mà có cái thành tích cao, nếu như về nhà mà chúng ta nuôi dưỡng nó không tốt, không phát huy được hết cái tố chất của nó, thì chúng ta cũng không đạt được theo những cái yêu cầu mong muốn. Đấy, kể cả chơi hót nhà hay là chơi tham gia tại các đấu trường như mình cũng vậy thôi, đúng không ạ? Thì cách chăm sóc thì mình có chia sẻ rất là chi tiết nhiều ở trong video trên kênh YouTube Cáng Chim Đất Việt. Nhưng về cơ bản thì mình xin chia sẻ với các bạn đó là với đặc tính của cái dòng chim họ Mi thì các bạn đã biết rằng nó là một cái dòng chim mà nó gì, ngoài giọng hót hay nhưng mà có một cái bản tính, bản lĩnh rất là mạnh. Nó có thể ở ngoài thiên nhiên nó chiếm một cái vùng thung, tức là cái vùng ở của nó rất là rộng lớn. Do vậy là bản tính của nó cũng khá là dữ dằn và cáu gắt. Khi chúng ta nuôi dưỡng thì chúng ta phải trải qua một quá trình chăm sóc của nó khá là dài. Đấy. Và nếu như bạn nào mà chơi hót nhà hay là dạng chim khách nuôi non lên thì các bạn có thể bung áo lồng cả ngày ok, hay là chim lũa lồng lâu năm thì mình không nói làm gì nhá. Nhưng mà nếu như con chim phần lớn từ khoảng trên dưới 3 mùa thôi, thì phần lớn chúng ta nuôi dưỡng thì chúng ta nên che đỡ cái áo lồng lại một chút, đừng có mở bung hết cả ngày. Nhiều anh em mình thấy là cứ treo bung cao hết cả ngày lên mà để cho nó hót, tất nhiên là nó hót thì ok thôi, nhưng mà có nhiều con trong một thời điểm dài mà bung áo lồng theo một cái không gian của nhà bạn ấy mà nó chưa kịp thích nghi, nó nhảy nhiều quá là nó sẽ mất lực. Chúng ta nên che đỡ áo lồng, che đỡ nhưng mà không phải là che quá kín, mà chúng ta che để làm sao mà tạo một cái tâm lý an toàn nhất cho con chim. Khi tâm lý nó tốt thì con chim của chúng ta nó sẽ chơi tốt, chứ không phải là che kín để cúm, để bịt kín mít cho nó thì con chim lại không tốt nhé. Che áo lồng thì có nhiều cách che khác nhau, thì cố gắng là các bạn ở nhà đây thì các bạn cứ che như thế này cho mình này. Đấy. Mình lưu ý nhé, có nhiều cách che khác nhau với đặc tính của từng con chim thì chúng ta sẽ mở áo lồng khác nhau, nhưng đây là ở cái mức độ chung chung thì mình chia sẻ thường là như thế nhé. Đấy thì các bạn mở lớn ra một chút, các bạn đo này, một gang tay này hoặc hai gang tay của mình đi, thoải mái ra cho mình, để một mặt hơi phía sau một chút để làm gì, để cho con chim nó thấy được cái sự ổn định yên tĩnh, và khi nào nó thấy sự nguy hiểm các không gian phía ngoài thì nó có thể hơi nhích về phía bên cái áo lồng kín này một chút. Đấy, để nó tĩnh đi con chim, an toàn hơn. Đấy. Còn nếu như các bạn bung chơi hót thì các bạn có thể là nhiều anh em có thể vén cao lên, vén cao lên bung hết trên nắp này. Đấy, cho nó kín hết vành thứ nhất từ trên xuống cũng được. Nhưng mà một thời gian để cho nó hót một lúc, một ngày, một khoảng thời gian nào đó, 30 phút, 1 tiếng, 2 tiếng gì đó thì các bạn lại che đỡ lại cho mình. Đấy, che đỡ lại cho mình nhé. Còn khi nào mà con chim mà các bạn nó thật sự nó quen, nó dạng người, nó quá mạnh rồi thì các bạn muốn bung áo lồng hay là muốn bỏ áo lồng thì tùy các bạn nhé. Đấy, nhưng mà ở đây thì mình chia sẻ cái chung nhất để từng bước làm cho con chim tâm lý của nó vững vàng nhất. Đấy. Thứ hai là gì? Các bạn đừng ở nhà, nếu con chim các bạn nuôi chơi hót nhà, ok, các bạn hàng ngày các bạn chăm sóc nuôi dưỡng bung cho nó hót thoải mái đi. Ok, nếu các bạn nuôi dưỡng chim đấu trường thì các bạn tới thời điểm là con chim nó đạt được căng thì các bạn cố gắng các bạn mani dãi dượt cho nó đều đặn định kỳ để làm sao cho con chim nó ok nhất. Đấy, chứ đừng có sót tiếc con chim quá mà không mang tập sửa dãi dượt thì nhiều khi cũng không đạt hiệu quả cao. Đó. Và mình chia sẻ với các bạn để thấy rằng là gì? Chúng ta kết hợp với dòng cám mát ăn ổn định cộng với một phần nhỏ mồi tươi để làm sao nó kết hợp hai cái này. Đấy, nó đều đều như nhau thì nó hợp lý hơn. Có nhiều anh em cho rằng hỏi rằng là gì, cho ăn mồi tươi như thế nào thì tùy vào cái thể lực của từng con chim. Đó, thể lực của từng con chim mà chúng ta cho ăn, ví dụ như là bình thường ở nhà một ngày của mình nhé, thì mình có cho ăn tầm khoảng 4-5 con dế chẳng hạn. Một số giai đoạn một số anh em thì có thể là cho ăn thêm cào cào châu chấu gì đó, thế một vài con cũng không nên quá nhiều. Để làm sao nó ăn được cả cám, phân của nó phải có cả cám nha các bạn, thì nó giữ được cái cốt, giữ được cái cốt của con chim thì chúng ta nó sẽ vững mạnh hơn. Chứ đừng thúc quá nhiều mồi hoặc là chỉ có cám không, mà chúng ta sẽ kết hợp cùng với nhau và kết hợp cùng với cách chăm sóc nữa. Cách chăm sóc thì ngoài cái việc mà chúng ta nuôi chim trong lồng thì anh em có thể là tập lực cho các chú chim.
sau quá trình nuôi dưỡng nhiều năm thì con chim chúng ta cảm thấy nó ù lì hơn, nó yếu hơn về thể lực, ăn uống nó kém hơn. Chúng ta có thể là sử dụng cái lồng tập lực. Tập lực để làm gì? Để cho con chim nó có một thể lực nó khỏe. Đấy, nó sẽ ăn uống tốt hơn. Và con chim chúng ta nó thoải mái, nó giảm cái căng thẳng tâm lý cho nó ở cái lồng lực. Đấy, là một cái hay để cho con chim của chúng ta nó phát triển, kể cả chơi chim hót nhà hay là chim hót giàn. Đấy, chim thi đấu. Đấy, thì một vài cái chia sẻ về cái quan điểm cá nhân của mình chia sẻ cùng với cả nhà để anh em có thể tham khảo. Đó là lựa chọn dòng cá mát cân đối đầy đủ dưỡng chất các thành phần để con chim có một nội lực sâu nhất, kết hợp cùng với cách nuôi hợp lý. Như vậy chúng ta sẽ có một chú chim nó phù hợp với tiêu chí, kể cả anh em chơi hót nhà hay là chơi tại các đấu trường, con chim sẽ bền bỉ kể cả về sắc lông cũng như là cái tuổi đời, sức chơi của nó sau này. Một lần nữa thì cảm ơn cả nhà đã luôn luôn theo dõi các video của Cám Chim Đất Việt. Và các bạn có thể là sử dụng cái sản phẩm của Cám Chim Đất Việt với sản phẩm cám họ Mi 200.000 một kg và miễn phí ship trên toàn quốc. Và mình là Điệp, lấy tên thương hiệu Cám Chim Đất Việt. Cảm ơn cả nhà.